Rồi, chào các bạn, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu về các cậu vớn bên mình á. Thì bên mình có cái vớn này là vớn trung bình các bạn. Thường thì anh em đặt cái vớn này, kích thước nó là vớn vuông nha các bạn, cái khung vuông cao 30 cm, chiều rộng là 50 nha các bạn. Đó, chiều dài là 2,7 m, cái đuôi vớn 2,7 m, còn hai cái cánh là mỗi cánh 2,5 m nha các bạn. Đó, thì cái giá của nó là 101 nha các bạn, 101 cái này chưa tính tiền ship. Thứ hai là cái vớn mini, thì nó là khung tròn nha các bạn, khung tròn. Cái dành khung nó cũng cỡ 20 mấy cm rồi, để mình đo coi, 23 cm rồi, 23 cm. Cái đuôi nó là 2,4 m nha các bạn, có loại 2,4 m và loại 3,4 m. Loại 2,4 m thì mình bán 80.000 mét, 80.000 cái, còn loại 3,4 m mình bán 90.000 cái. Này là vớn mini nha các bạn, nhỏ chứ bạn đừng thấy mà ấy thì bạn mua gì khi mắc lộn. Nhưng mà vớn mini thì vẫn đặt được bình thường nha các bạn, vẫn đặt bình thường, đặt nhẹ nhàng hiệu quả nữa, gọn. Rồi thứ ba nữa là vớn chặn sông. Vớn chặn sông thì ở trên mình có. Đó, ở trên mà dán chặn xong thì nó là kích thước nó là cái khung nó là 1,5 m vuông nha các bạn, 1,5 m vuông. Rồi cái đuôi nó là 5,5 m nha các bạn. Rồi hai cái cánh là mỗi cánh 3,5 m, cộng lại thành 7 m hai cánh. Giá nó là 350 bao ship một cái nha các bạn. Còn mấy cái dán nhỏ này thì các bạn mua 10 cái mình bao ship nè. Mua ít thì 40.000 ship một đơn hàng. Rồi, bạn nào mua hàng liên hệ mình nha. Số hội mình là 0936059090. Mình có ship hàng toàn quốc luôn nha các bạn. Rồi, chào các bạn.